Rồi, lại làm đây cả nhà ơi. Hôm nay em sẽ lên video ngắn để giới thiệu cho anh em mình một con xe tải TMT của Long mới vừa về nha. Xe này thì không có gì phải bàn nha. Xe này mới vừa về bên bãi của Tổng An Phát luôn. Cả nhà xem và tham khảo thử coi có hợp với công việc, hợp với nhu cầu của mình hay không nha. Hôm nay em lên video ngắn cả nhà. Giờ lên video ngắn rồi em đi công việc của em rồi. Mai em sẽ lên video chi tiết hơn cho cả nhà mình xem nha. Con này TMT đời 2015 nha cả nhà. Tải 1.4 nha, xe cực kỳ đẹp luôn nha cả nhà. Xe cực kỳ đẹp nha, máy số cực kỳ VIP luôn. Cả nhà cần cứ liên hệ với em nha. Con này là 6 cái lò lốp đều như nhau hết nha. Khung gầm nội thất rất đẹp, rất là xuất sắc luôn. Con xe này chính chủ em đứng tên nha. Đó, nên cả nhà mình cần hãy liên hệ với em nha. Gọi số hotline của em số 0988 454 318 nha. Đây ha, hai số điện thoại chính của em nha. Để có thể liên hệ trực tiếp với em nha. Xe này thì không có bàn về xe nữa nha. Đó, anh em cần thì cứ liên hệ trực tiếp với em nha. Để có cái giá ưu đãi tốt nhất nha. Con này thì giá em sẽ lên ở video sau nha. Con này thì cụ thể giá em cho ở video sau. Dưới 100 triệu nha. Không quá 100 triệu. Đó, xe thì cực kỳ là đẹp. Nói chung là không có bàn về chất xe đâu. Máy số là cực kỳ đẹp. Máy hầu như là zin luôn nha cả nhà. Máy zin luôn nha. Đó. Máy đề lên phát là nổ. Mà máy cực kỳ là ngon luôn. Máy chạy siêu lướt luôn. Đó. TMT đề 2015 tải 1.4 nha. 1.4 xuống còn 1.2. Đó. Thùng em này là... Thôi để video sau em sẽ lên video chi tiết đi. Ha. Video chi tiết tất tần tật từ A tới Á. Thùng sàn sắt xi vỏ lớp. Rồi máy móc như thế nào cho cả nhà mình xem nha. Rồi bây giờ em chào và hẹn gặp lại cả nhà mình ở video lần sau nha.